nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow 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 và hello xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Yeah. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là thông báo cập nhật điều ước của dòng xương và xuất hiện dòng xương. Thì khá nhiều anh em hóng dòng xương đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó. Thì trên đây là một cái fanpage Tem Huy Ngọc dòng Anna trên Facebook. Thì anh em có thể tham qua. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào anh em vào xem qua cái cập nhật mới này từ ngày 26 nhá. Hôm nay chính thức là hôm nay. Ok. Xem thêm. Thì thông báo cập nhật mới sau bảo trì để nâng cấp dự kiến là 15 giờ ngày 26, tức là hôm nay tầm 3 giờ nó sẽ game sẽ cập nhật ở phiên cập nhật thêm điều ước này với cả cho dòng xương anh em gọi. Đó thì mình cùng đọc anh em đọc qua nhá. Một, cập nhật điều ước dòng trái đất mở giới hạn điều ước chí mạng tối đa là 20%, không bao gồm chí mạng gốc cộng từ tiềm năng. Ok. Hai là cập nhật điều ước dòng vô cực, một thêm điều ước bùa mạnh mẽ, hai là tăng thời gian sử dụng bùa từ 27 giờ lên 100 giờ, ba là phiếu giảm giá từ 1 lên 20 phiếu à, từ 1 lên 2 phiếu mình đọc nhầm từ một lên 2 phiếu thôi chứ vậy từ 1 lên 20 phiếu đâu. Ba là mở chức năng gọi dòng xương, mỗi khu có thể gọi một dòng xương riêng biệt. Đây, một số nơi đặc biệt không thể gọi dòng xương như là làng trước nhà hoặc là các võ đài. Thì làng trước nhà là đang có con rồng vô cực với cả rồng thần thường rồi, rồng trái đất ấy. Đấy. Tiếp theo là lưu ý điều ước có đổi ngẫu nhiên toàn bộ các kỹ năng mà đệ tử đang có nhé. Phít lỗi gọi rồng mà không có thông báo thời gian chờ. Ok. Đây thì đây là một cái hình ảnh mà game đã đưa ra và đây là điều ước của con rồng xương. Mình khá là buồn. Đây em đọc qua của mình nhá, khá là buồn, thất vọng. Đây. Ok. Thì điều ước của con rồng xương là như nào? Điều ước của con rồng xương là ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Ngươi có 5 phút hãy chọn đi. Thì điều ước của con rồng xương là có 4 điều ước. Một, đổi các kỹ năng. Một là đổi cả 3 kỹ năng của đệ tử. Lưu ý, kỹ năng mới cấp 1 vẫn có thể trùng lặp với các kỹ năng vốn có. Đệ tử có bao nhiêu kỹ năng thì sẽ được đổi bấy nhiêu. Oh my god. Mình không thể tin nổi là con rồng xương nó có thể đổi được hết 3 skill của đệ tử. Như một con rồng ngọc rồng màu sao ấy, con ngọc rồng trái đất ấy, gọi màu sao ấy. Đấy anh em ạ. Thất vọng luôn. Sao lại thất vọng? Vì mình vừa đổi đệ tử. Anh em biết là mình vừa đổi đệ tử đúng không? Mình vừa đổi con đệ tử skill 2 là Masenko, skill 3 là tài tăng nữa. Mình đổi lại để mình úp, để may mắn hơn được Kamezuko với cả tài năng lượng hay là thái dương Asan. Nhưng anh ngờ ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10, admin đã cập nhật dòng xương và cho điều ước đầu tiên của đó là đổi được 3 skill điện tử. Chết rồi. Mình nghĩ thế mình để lại một khoảng thời gian ngắn nữa là mình có thể được đổi dòng bí ấy, dòng bí ngô, ngọc bí ngô ấy. Ngọc bí ngô thì kiếm dễ đúng không em? Ngọc bí ngô thì kiếm dễ. Thì đương nhiên là nó sẽ ngon hơn là gọi một sao rồi. Gọi một sao thì anh em có thể tỷ lệ là ra Kaioken, xong lại phải mua thêm ngọc một sao nữa để gọi thì rất tốn. Nhưng mà đây là ngọc bí ngô đúng không anh em? Ngọc bí ngô thì anh em có thể đổi nhiều lần. Ở đây nó không ghi là giới hạn lần đổi. Nên là cái điều ước số 1 ấy, đổi cả 3 kỹ năng điện tử thì không có giới hạn lần đổi. Đó. Tiếc quá. Giá như mà cái này là nó ra luôn với sự kiện Halloween, nó không có cập nhật, nó ra luôn dòng xương, mình cứ úp mình không phải no vấn đề là skill gì. Cuối cùng bây giờ nó lại ra một cái gọi là đổi cả 3 kỹ năng điện tử, quá là ngon. Thất vọng quá. Tại sao lại mày đổi điện tử sớm vậy? Ok. Với cái điều ước thứ hai là tăng thêm 2% tấn công, 20% tấn công khi hợp thể bằng bông tai Borata trong 90 phút. Cái thứ ba là x2 kinh nghiệm tiềm năng đệ tử khi đánh quái cùng sư phụ trong 90 phút. Cái điều ước thứ 4 là ngươi có thể nhận được 30 ngọc xanh. Thì điều ước thứ 4 hơi sạc. 30 ngọc xanh thì nó giống như con rồng thần vô cực anh em ạ. Con rồng thần vô cực nhá, từ đầu là 100 ngọc xanh, xong xuống còn 50. Bây giờ xuống còn 30. Đúng không? 30 đúng không em? Mình không nhớ lắm nhưng còn 30.
con rồng rồng vô cực ấy, con rồng vàng ấy. Đấy thì đó là cập nhật phiên bản cập nhật sắp tới ngày hôm nay, trong 3 giờ ngày hôm nay thì video này sẽ đăng được, khoảng một lúc nữa mình sẽ đăng, và khoảng tầm 3 giờ ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 sẽ có cập nhật như thế. Thì đó là điều ước của con rồng xương. Thì sau sự kiện Halloween này khá nhiều anh em hơi một phần là vui, một phần cũng buồn, vì là một số anh em úp lên skin 2 mà Masenko mà đổ đi úp lại ấy. Chắc đau lắm, đau lắm khi nó ra cái này. Vì cái điều đầu tiên mà đổi cả 3 kỹ năng. Anh em có bao nhiêu kỹ năng thì nó sẽ đổi bấy nhiêu thôi. Anh em là có hai lực hai đệ tử có 2 kỹ năng thì đổi 2 kỹ năng thôi. Thấy khá là ngon đúng không? Ồ tiếc quá, không làm gì được, thôi phải chịu thôi anh em ạ. Cuộc sống mà, cuộc sống mình chốt lại một câu cũng là cuộc sống, không biết chịu điều gì. Thế ra là thôi thì nỡ đổi rồi, thôi thì cố úp anh em ạ, nỡ đổi rồi thì cố úp. Nhưng mà nếu mà sắp tới mình mở skin 2 mà Masenko ấy thì mình sẽ đổi bằng con rồng xương này, vì con rồng xương này đến hết Halloween nó mới hết. Nhưng ra là anh em chịu khó tích bí ngô thật nhiều vào, anh em đang úp thì tích bí ngô thật nhiều cho anh em mình bí ngô nhá. Nhưng mà ở đây mình không biết là gọi rồng xương này là từ 1 sao đến 7 sao thì phải x1 hay là x99, tức là số lượng bí ngô gọi thì sẽ là bao nhiêu, mình không rõ. Thì mình thấy là bí ngô có thể tích được 99 viên mà bí ngô lại rơi ra dễ nữa. Rơi ra dễ thì đương nhiên là nếu mà rơi ra dễ mà nhiều anh em là 99 này, 99 1 sao, 99 1 sao từ 1 sao đến 7 sao anh em ước liên tục đúng không, ước liên tục thì sẽ được điếu từ 4 này 30 ngọc. Anh em nhân lên 99 lần 30 ngọc khá là nhiều ngọc thì chắc chắn là sẽ khó. Nhưng mà 1 sao thì chắc kiếm khó, 1 sao là kiếm khó ấy. Mình không biết thế nào nữa. Thôi mà kệ đi. Thì cứ tầm khoảng 3 giờ ngày hôm nay nó ra cập nhật thì anh em sẽ biết mất bao nhiêu bí ngô để được gọi. Ok. Và video mình xin dừng lại ở đây. Và mình chỉ thông báo qua thôi. Thật ra là nói thông báo qua nhưng mà gọi là bù phim. Đùa ấy. Ok anh em nếu thấy video hay để lại cho mình một like, một subscribe và đừng quên chia sẻ và comment ý kiến phía dưới của anh em thế nào về con rồng xương sắp tới cập nhật này, là lúc 3 giờ ngày hôm nay ngày 26 tháng 10 2018. Ok bye bye anh em, và đừng quên ủng hộ fanpage Temuwin Ngọc Rồng Online cũng như là kênh Temuwin Ngọc Rồng Online và mình DP Game mình. Bye bye.